Hoàng Kiên Mobile xin chào các bạn nhé. Ở thời điểm này iPhone 12 Pro Max đang là một mẫu iPhone khó chọn hàng và khó nhặt hàng nhất trong tất cả những mẫu iPhone ở thời điểm hiện tại. Sở dĩ mình nói như vậy là thực trạng hàng 12 Pro Max rất khó để tìm được một cây máy đẹp 99% zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ một linh kiện nào. Các bạn theo dõi Hoàng Kiên cũng đã lâu và cũng có rất nhiều các bạn đang chờ đợi dòng 12 Pro Max. Máy này bên mình thì cháy hàng cũng rất lâu rồi, như tháng vừa rồi đơn giản như gần một tháng trời mình chỉ nhập được vài ba cây máy để bán cho khách thôi, rất là ít, số lượng rất là thấp. Cũng có một số bạn gọi điện nhắn tin hỏi là sao bên anh mãi không có hàng để em lên đời. Các bạn có dòng 11 hay 11 Pro Max muốn lên đời 12 Pro Max chờ cũng rất là lâu chưa có hàng. Mình cũng chia sẻ thật luôn là bên mình đang đi tìm nhập rất nhiều mối hàng, nhưng thực ra là hàng 12 Pro Max bây giờ bên nước ngoài cũng rất khan hiếm so với những mẫu iPhone khác, là bên nước ngoài họ mua cũng rất nhiều mà họ không muốn bán ra, ít bán, họ dùng cảm thấy rất ok họ không muốn bán ra nữa. Cụ thể là ngày hôm qua thì có một đơn vị buôn 12 Pro Max gọi điện cho bên mình chào hàng, bảo là anh em có một lô hàng hơn 100 cây 12 Pro Max bản 128GB ship thẳng từ bên nước ngoài về, anh qua nhặt trước đi. Đấy thì mình ok, mình lên xem đi luôn. Đây cho các bạn. Đấy, hôm qua thì trời Hà Nội mưa rất to đây. Và mình đến nơi thì đây, tình trạng hàng là 127 cây mà hai giỏ máy rất là to, nhiều luôn. Đó, hàng thì nó ở phân khúc danh A cộng, các bạn có thể kiểm tra luôn đây. Đây, danh A cộng nhé. Cây nào cũng A cộng nhé. 127 cây. Đó, mình có ngồi hơn 2 tiếng là mình ngồi chọn hàng, mình ngồi mình lọc xem cây nào đẹp, zin thì mình lấy. Hình thức đẹp, màn hình không xước, vỏ không cấn. Đấy thì mình ngồi 2 tiếng thì mình chọn được đúng 6 cây máy. Chính xác là đúng 6 cây, đây 6 cây đây. 6 cây đây. 6 cây đây mà mình khi chọn xong thì bên buôn họ bảo là thôi anh nhặt thì ít quá hay là thôi em không bán cho anh nữa. Mình bảo là thôi anh mất công mưa gió đi rồi thì cứ bán cho anh đi. Thì anh cầm hàng về anh test. Đây 6 cây máy đây mình cầm về, đến nơi mình test đây. 6 cây máy. Hình thức đẹp. Mình ngồi mình test cả 6 cây, ngồi test màn Face ID, test loa, test sóng, camera, nghe gọi mic rung chuông, test hết, ngồi test từng cây một. Rồi, Face ID cũng đã cài, mình đã test hết chức năng rồi, bản 128GB. Đấy, sau đó mình ngồi mở từng cây máy, mình có thể mở cho các bạn xem luôn. Là bên mình cũng đã mở từng cây máy ra xem và test xong là phải mở ra hết, kiểm tra từng cây máy một. Cái này mình cũng đã mở hé sẵn rồi, bây giờ mở thì nó cũng nhanh thôi. Đây có thể cho các bạn xem luôn. 6 cây máy test, máy là zin nguyên bản. Màn nguyên siêu luôn. Đấy, quỳ trắng. Siêu pin còn nguyên. Camera các thứ ok, Face ID các thứ nó nguyên bản hết. Chưa có hiện tượng sửa chữa. Zoom đây, loa đây. IC màn đây. Còn nguyên. Màn không có câu kéo, không có ép kính gì cả. Siêu màn còn nguyên. Siêu mên còn nguyên. Ngồi test từng cây máy một, cả 6 cây nhé. Mình ngồi mình test cả 6 cây. Cái này nhập của bên đầu buôn thì khi nhập về là bên đấy họ chưa test đâu, mình chỉ kiểm tra về hình thức thôi, sau đấy về là phải test lại hết chức năng, lắp sim nghe gọi rồi kiểm tra. Đây các bạn có thể xem từng cây máy một, mình mở ra hết. Máy là zin nguyên bản. 6 cây này mình test ra, thực ra là test xong cả 6 cây thì lại phát hiện ra có một cây bị lỗi, không thể bán được. Đây ok nha, cả 6 cây thì có một cây lỗi. Mình bóc ra dòng ngáp còn dính nguyên nhé, dính nguyên bản nhé. Đây có một cây lỗi, chính là cây màu đen này. Cây đen này nó lỗi gì? Chức năng là không lỗi một chút gì cả. Nhưng mà có duy nhất một điểm là màn nó bị bung răng. Màn bung răng là như nào? Đây mình cho các bạn xem luôn. Đây bung răng là như này, mình có mở ra mình chụp ảnh lại. Khi test xong mình chụp ảnh lại luôn. Đây. Các bạn xem. Bung răng là như này này. Tức là cái màn hình nó không khít vào mấy viền. Khi mình mở ra là cái kính nó bung hẳn lên. Đó, chính là cây màu đen này.
cái này mình sợ lỗi, mình sẽ hàng mình sẽ back lại bên nhà cung cấp, chứ hàng này mình sẽ không nhập, mình chỉ nhập những máy nào zin nguyên bản, không bị lỗi gì mà mở ra màn không bị bung răng nhé. Hiện giờ máy cũ thì bung răng rất là nhiều, còn các bạn mua máy cũ cũng phải lưu ý cái vấn đề này, khi mình không mở ra mà không thể biết được máy nó bung răng, test chức năng các thứ vẫn ok nhé, vẫn full chức năng, vẫn dùng bình thường, màn bung răng thì khi mình dùng mình có thể dễ bị vào nước hoặc là rơi mạnh có thể gây sọc màn. Chia sẻ với các bạn là 127 cây máy, nhặt được 6 cây, sau đấy đã bách thêm một cây nữa, chỉ lấy được đúng 5 cây máy. Với dòng 12 Pro Max thì hàng về rất là hiếm. Và trên đây là những chia sẻ của Hoàng Kiên cho dòng 12 Pro Max. Sắp tới bên mình sẽ làm thêm nhiều clip nữa về những dòng máy khác. Khách hàng nào mà quan tâm máy gì có thể comment để bên mình có thể hỗ trợ các bạn kiểm tra những dòng đó. Và những dòng nào các bạn thắc mắc cần hỗ trợ thì cứ liên hệ bên mình. Xin chào, xin cảm ơn nhé.